đó còn bài Lập Lăng, rất nhiều những cái cặp mid rừng hot trong beta hiện tại vẫn đang được mở ra dành cho cả hai đội. Lee Jin là first pick đến từ Hanwha Esports, hoàn toàn có thể lựa chọn Lập Lăng khi mà Gen Z vừa rồi họ lốc rất là sớm vào con Ahri trong tay của Chovy khu vực đứng giữa. Tỷ lệ thắng của Ahri 48%, nó không thực sự là quá cao, nhưng khi mà nằm trong tay những người chơi có kỹ năng cao ở mid lane top đầu của LCK, tôi nghĩ là Gen Z Esports sẽ sở hữu một tuyến trước rất áp lực đến từ Ahri của Chovy, vọ quá luôn cho Jhin của Ruler trong ván thi đấu này để có thêm một carry khu vực đứng dưới nữa. Đây là một chất tướng khá là dễ để có thể vận hành ở trong đoạn sau của ván thi đấu, nhưng giai đoạn đầu thì Jhin sẽ không có được nhiều nguồn sát thương và Gen Z cần phải tạo nhiều lợi thế dành cho đường dưới của Ruler để anh ta đạt ngưỡng sức mạnh trang bị sớm nhất để có thể giúp cho Gen Z snowball được ván thi đấu. Còn bây giờ thì bên phía Gen Z sẽ đưa ra câu trả lời dành cho người chơi đi rừng Peanut hoặc là hỗ trợ lay hand. Họ có thể lựa chọn Leona và cấm đi những các bài kiểu như Nautilus tại khu vực đường dưới của Vista. Đã có Zeri dành cho Samdi, đã có Jhin dành cho Ruler, không có rừng cho Peanut tại phase 1. Phase 2 thì bên phía Hanwha Lite hoàn toàn có thể vin vào để cấm đi những vị tướng đi rừng kết hợp tốt cùng với Ahri như là Volibear, như là Viego. Còn bên phía của Gen Z thì để xem họ có quyết định cấm xuống khu vực hỗ trợ của Vista hay họ sẽ cấm đến khu vực đường trên của Dudu. Xét đến chất tướng khu đường trên, bây giờ chúng ta mới chỉ có một con Zay bị cấm đi mà thôi. Ngoài ra thì còn rất nhiều những vị tướng đường trên trong meta khác như Tryndamere, Grave vẫn đang còn được bỏ ngỏ, và quyết định đưa ra đến từ Gen Z là cấm Vista với việc loại bỏ đi Rakan của anh ta. Cấm đi Rakan với khả năng khiến cho đối phương loại bỏ bớt đi một vị tướng có khả năng mở giao tranh trực diện. Dù sao thì Rakan với bộ pháp thần tốc và xuất hiện hoành tráng cũng sẽ là một cái áp lực rất lớn vào tuyến sau bên phía của Gen Z Sport. Trong khi đó thì để xem Hanwha Lite sẽ cấm ở khu vực nào. Họ vẫn đang nhằm vào Peanut với Poppy. Tôi nghĩ là cái bể tướng đi rừng của Peanut hiện tại đang còn khá nhiều. Zavan Đệ Tử cũng chưa bị cấm đi. Đây là một vị tướng mà tôi nghĩ cũng có khả năng kết hợp với Ahri ở khu vực đường giữa ổn để có thể can thiệp, hoặc thậm chí là Peanut cũng có thể sử dụng nó để cam xuống khu vực đường dưới, giúp cho Roller có một khoảng thời gian đi đường tốt hơn. Để xem lượt ban cuối cùng của Hanwha Esports sẽ có tiếp tục nhắm vào Peanut hay không, hay sẽ là một chút nhắm vào khu vực đường trên. Chúng ta vẫn còn đó là Gwen có thể được lựa chọn ở trong ván thi đấu này. Đây sẽ là công kích cùng của Hanwha Lite, sẽ là việc loại bỏ con Tryndamere của Doran. Na đã không còn thì Dudu cũng yêu cầu huấn luyện viên là cấm luôn con Tryndamere của Doran khi anh ta nghĩ rằng mình sẽ không còn đủ vị tướng nào để kiểm soát con Tryndamere này. Còn đối với Gen Z bây giờ sẽ là tướng đi rừng dành cho Peanut, tôi nghĩ là lựa chọn đi rừng là hợp lý nhất bởi vì đối phương đã lộ rừng rồi. Còn việc để last pick lại dành cho Doran cũng sẽ giúp cho bên phía của Gen Z có thêm một đường đơn, có được áp lực đi đường tốt hơn. Xét về cái khu đường trên lúc này thì Doran cũng còn rất là nhiều những chất tướng mà anh ta có thể mang ra, và quyết định đưa ra đến từ Gen Z Rakan. là một con Rek'Sai dành cho Peanut. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì Rek'Sai của Peanut hiện tại đang có tỷ lệ thắng là 100% thì phải. Người chơi Rek'Sai nhiều nhất ở tại LCK là Curt, nhưng tỷ lệ thắng thì không cao. Còn Peanut đã mang Rek'Sai ra một lần rồi và anh ta đạt được tỷ lệ thắng 100% với vị tướng này. Đây cũng sẽ là một sự phối hợp tốt với Ahri ở khu vực đường giữa, chứ không phải là Zavan. Hanwha Lite Sport họ đang đáp trả lại bằng việc khóa vào Yuumi dành cho Vista, chứ không phải là một vị tướng có khả năng mở giao tranh mạnh như Leona của Lehen ở phía bên kia. Và họ khóa lại đội hình với Rakan ở khu vực đường trên dành cho Dudu. Yuumi dành cho Vista, một mẫu hỗ trợ búp đi cùng với Zeri tại khu vực đường dưới, chứ không phải là một hỗ trợ mở như kiểu là Nautilus, Braum các kiểu còn lại cho Vista. Trong khi đó đường trên để xem Rakan của Dudu sẽ phải đối mặt cùng với con tướng nào không đứng trên đến từ Doran đây. Gwen vẫn còn đang bỏ ngỏ nhưng đó là một kèo thua, và Gangplank là lựa chọn cuối cùng đưa ra đến từ Doran. Đúng là những cái vòng đấu cuối cùng này thì bên phía của Gen Z vẫn đang muốn mở ra một vài những con bài mới, một vài những lựa chọn mà không thường xuyên xuất hiện nhiều để họ có thể thử nghiệm chiến thuật. Và ngày hôm nay thì Doran quyết định mang ra một con Gangplank khu đứng trên để đối đầu cùng với Drayton của Dudu. Không còn Zay nữa, nhưng Gangplank cũng sẽ là một vị tướng có khả năng carry ở khu vực cánh trên dành cho bên phía của Gen Z. Một đội hình rất nhiều sát thương, và đặc biệt là một con Gangplank ở cấp độ 6 thì hoàn toàn có thể can thiệp được ở các khu vực đường với chiêu cuối Mưa Đại Bác của mình. Điều đó sẽ giúp cho Gen Z Esports có thêm được lợi thế về tài nguyên để tấn công vào bên phía của đối phương. Đặc biệt theo những cách gặp Peanut hay làm, đó là can thiệp xuống khu vực đường dưới. Và nếu như Ruler set up được những pha những thế lính đẹp thì họ hoàn toàn có thể can thiệp được với một con Rek'Sai có khả năng tạo đột biến với tình huống hất tung nha. Để xem ván thi đấu này thì Gen Z Esports sẽ khởi động như thế nào khi mà họ đang sở hữu một đội hình khá là giàu sát thương và có thể đánh được ở đoạn đầu với cặp đôi Ahri kết hợp với Rek'Sai.
Tôi thường thấy sự kết hợp giữa Ahri cùng với những mẫu tướng đi rừng sốc sát thương được mục tiêu, Lee Sin, Rek'Sai hay là Viego đều là những chất tướng cực kỳ mạnh trong việc làm điều đó. Rek'Sai cũng có thể hướng tới nhiều những lối lên đồ, và hướng lên đồ phổ biến nhất tại thời điểm này là một Rek'Sai sát lực, và bất kỳ ai bị dính một cú hồn gió cộng với sát thương bồi thêm đến từ Rek'Sai, tỷ lệ nằm xuống gần như là 100% trong những tình huống bắt lẻ đến từ phía của Gen G. Ngày hôm nay họ sẽ dùng đội hình này để có một cuộc đối đầu cùng với bên phía của Hanwha Lightsport, và để xem cách vận hành đội hình của Gen G trong đội hình bắt lẻ nó có thực sự hiệu quả hay không. Chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu đầu tiên, cuộc đối đầu giữa Hanwha Lightsport và Gen Z Sport. Hanwha bên phía của đội 1 và Gen Z bên phía của đội 2. Các bạn đang theo dõi giải đấu LCK mùa xuân năm 2022 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Đừng quên để lại like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ những diễn biến nào hấp dẫn của giải đấu năm nay. Thời điểm hiện tại thì Gen Z vẫn đang di chuyển chung với nhau ở khu vực đường dưới, có lẽ chỉ là tìm lấy thêm tầm nhìn mà thôi. Chưa có bất kỳ con mắt nào được cắm ra ở trong khu vực rừng của đối phương cả. Đây là một màn khởi đầu và tôi nghĩ là khả năng đẩy lính đến từ cặp đôi Ruler và Lehen sẽ nhỉnh hơn một chút với tình huống sử dụng Q để thể đẩy lính so với cả Jerry của Sam đi ở phía bên kia không thực sự là quá mạnh. Một ván thi đấu mà tôi nghĩ đội hình của Hanwha sẽ phải làm nhiều hơn về khoản thắng đường cũng như là gây sức ép để kiểm soát những mục tiêu lớn. Và tôi đồng ý, Châu Vi vừa về nhà để anh ta đổi cái máy quét thành mắt vật tổ. Họ không tìm kiếm được cơ hội để quét mắt đối phương trong khoảng thời gian ban đầu và tìm kiếm thêm lượng kinh nghiệm, thế nên là quyết định về đổi máy quét thành một cái mắt vật tổ. Cũng rất dễ hiểu, anh ta sẽ có lượng tầm nhìn trong khoảng thời gian ban đầu nhờ những con mắt vật tổ như vậy. Họ cắm được con mắt ở tại khu vực bùa đỏ đối phương và phát hiện ra vòng rừng đến từ Onflick sẽ là vòng rừng ăn từ khu vực cánh trên xuống. Và điều đó có thể sẽ khiến cho bên phía của Gen Z có thể có được những cái lượng thông tin để điều chỉnh những đợt lính một cách hợp lý. Vì phía nước cũng ăn từ khu vực cánh trên xuống, thế nên hai người trên rừng rất dễ có thể chạm mặt nhau tại khu vực phía dưới, và điều đó sẽ là một cái lợi thế cho bên phía của Gen.G nếu như Ruler cộng với Lehen đẩy được, và họ đã làm điều đó cực kỳ ổn. Cấp độ 1, họ đẩy nhanh hơn đối phương hai con lính đánh xa. Đợt lính thứ hai tiếp cận thì họ có thể chiếm được ưu thế và có được cấp độ 2 trước. Kèo đối đường trên lúc này sẽ là kèo 1-1 hoàn toàn giữa Dudu cộng với Dora. Nãy giờ thì Doraita đang rất chăm chú với những tình huống để cầu máu vào Dudu ở phía bên kia. Liên tục là những pha đàm phán với quyền năng bất diệt, nó khá là khó chịu và khiến cho Dudu mặc dù lên cấp độ trước nhưng anh ta đang phải bán máu để có thể đẩy đường so với đường trên bên phía của Gen Z Sport. Đây là một kèo thi đấu mà sẽ không có nhiều lắm sự can thiệp đến từ hai người chơi đi rừng. Thì Peanut cũng đã có mặt ở khu vực rừng dưới của anh ta, việc là kiểm soát ba bãi. Tốc độ đi rừng đến từ Onflick cảm giác như đang hơi chậm một chút so với Peanut ở phía bên kia. Và Peanut quyết định không hoàn thành xong 6 bãi ba bãi dưới của mình mà anh ta đang di chuyển sang rừng của đối phương. Onflick đang còn độ hơn 50% máu, anh ta tấn công vào khu vực bùa đỏ và anh ta thành công trong việc dứt điểm của bùa đỏ này. Peanut tiến ra hơi muộn và một con mắt được cắm ra trước đó của Hanwha Lightsport đã cho họ biết được thông tin này, và không có tình huống đụng mặt trực tiếp nào đến từ hai người chơi đi rừng cả. Peanut sẽ là người cướp được bãi trực từ biến dị và lui về. Có tầm nhìn rồi, Onflick đã có tầm nhìn, nhưng việc đứng giữa Chovy đang đẩy mạnh đến như vậy khiến cho Onflick cũng không có nhiều cơ sở để cạnh tranh bãi chim cùng với Peanut. Tình huống xâm lăng rừng ở cấp độ 3 đối với Peanut là một bài đánh mà Kurt đã từng làm một lần trong cuộc đụng độ cùng với Lee Sin của Honor ở tại đoạn lượt về của đại chiến viễn thông. Và cái trick này là cái trick mà cho phép bên phía của người chơi Rek'Sai có quyền chủ động tìm kiếm một cơ hội tấn công khi mà Lee Sin sẽ có được một cái vòng rừng gần như là rất dễ đoán. Và bây giờ thì mất bãi chim, Onflick sẽ làm gì đây? Cua dưới cũng không còn, anh ta bắt buộc phải giật lên cua trên. Điều đó đồng nghĩa với việc cánh dưới hiện tại Samdi cộng với cả Vista đang là những người bị mất đi áp lực đến từ người đi chơi đi rừng. Nhưng quyết định đưa ra đến Phoenix không phải là ghé xuống khu đường dưới. Việc băng trụ Yumi cộng với một con Jerry là điều khá mạo hiểm, và anh ta đang muốn di chuyển được khu vực cánh trên trở lại để có thể cover cho Doran. Gangplank của anh ta mặc dù vẫn đang farm tốt, nhưng cái khả năng cấu rỉa đến từ Gangplank nó chưa vượt qua được khả năng hồi phục đến từ Rayton. Và vấn đề năng lượng khiến cho Doran có lẽ sẽ cần phải sớm về nhà bổ sung trang bị và dịch chuyển trở lại mà thôi. Khả năng là như vậy. Còn Peanut thì sau khi dọn dẹp xong hai bãi rừng còn lại ở khu vực nửa dưới thì anh ta cũng đã có mặt lên khu vực đường trên. Từ găm sóng âm đến từ Onflick trước đó thì Dudu cũng đã đẩy lính khá là tốt.
cũng sau đó thì anh ta di chuyển vào và để lại một con mắt ở trong cuộc bãi đá của đối phương, nhưng sẽ không có một pha động mặt nào đến từ hai người chơi đi rừng cả. Hiện tại thì Onflick vẫn đang thi đấu một cách khá là dè chừng. Anh ta ngại với tình huống đối diện trực tiếp với Peanut ở phía bên kia và chỉ là một pha mà biết được cái hướng di chuyển của nhau mà thôi. Vòng rừng đầu tiên của Peanut là hai bãi trên, sau đó thì kiểm soát ba bãi dưới, và điều đấy khiến cho cái tốc độ đi rừng ở giai đoạn ban đầu của anh ta có khoảng thời gian để tiến sang và gây sức ép một chút vào Onflick ở phía bên kia. Và hiện tại thì Peanut vẫn đang là người dẫn trước về chỉ số lính 32 so với 24. Trong khi đó thì kèo Ari lập lang khu đứng giữa, Châu Vi đang thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với Karis về chỉ số lính. Hiện tại thì Karis đã phải bấm B về và dùng trình chuyển trở lại khu đứng giữa. Chênh lệch lên tới gần 20 chỉ số lính. Nếu như Karis làm tốt được lính đẩy vào thì chênh lệch đó vẫn đang dừng lại ở con số ít nhất sẽ là 2 đợt. Và chỉ riêng xét về khả năng farm lính đi đường thôi, Châu Vi vẫn đang thể hiện được sự vượt trội của mình trong kèo đấu mà chúng ta vẫn đánh giá rằng đây là một kèo đấu rất nặng về mặt xử lý kỹ năng cá nhân. Còn ở khu đứng trên thì Doran đã về nhà với một cái thủy kiếm trở lại. Lượng sát thương của anh ta sẽ là khá nhiều. Dudu không đủ tiền để up cho mình một cái giày thép gai, và điều đó bắt buộc cho anh ta phải lên những món trang bị khá là lỡ cỡ, bao gồm một mảnh của cái giày thép gai và thêm cả một trang bị Doran nữa. Thì trở lại khu đứng trên, tôi nghĩ rằng lên cấp độ 6, Doran sẽ là người có cái tác động tốt hơn đến người ban đấu nhờ chiêu cuối toàn bản đồ. Còn ở cánh dưới này thì dòng đầu tiên sẵn sàng đấy, nhưng cả Phoenix cũng như cả vị trí của Onflick đều chưa có cơ hội để tiến ra. Dudu băng thẳng lên, anh ta thực hiện luôn một tình huống thần cá sấu để tìm kiếm pha solo kill với Doran. Sát thương của anh ta là khá nhiều, vũ điệu cá sấu nộ sắp được hồi lại. Và đó là một tiếng tính tốc biến lên đánh tay quy nộ, nhưng rất tiếc đó là một tiếng mà Doran đã tốc biến thành công để rút lui, không ai có mạng, chỉ mất chiêu cuối và tốc biến mà thôi. Đường dưới có tấn công đến từ Phoenix, sát thương đang được ngồi vào của Sam của bên phía Lehen là chưa nhiều lắm. Sam đi vẫn có thể thanh tẩy tốc biến chạy được, và Vista cũng đã bắt buộc phải đầu tư thêm chắc một trận kiệt sức. Giao tranh ở cả khu vực đường trên cũng như là đường dưới, khi đó là một pha và Phoenix can thiệp xuống, nhưng anh ta đã bị kiệt sức bởi vị trí của Vista và không thể nào tấn công vào được, nhưng họ vẫn đã thành công trong việc ép được những phép bổ trợ đến từ đối phương. Cả tốc biến lẫn thanh tẩy của Zamdi cũng như là một cái kiệt sức đến từ Vista. Đường dưới sẽ là nơi mà Zenzi Sport tiếp tục chiếm được quyền kiểm soát. Thế lính liên tục đẩy đến từ vị trí của Ruler, và Lehen đang là người di chuyển chung với bộ đôi mid rừng của mình. Chovy cũng như là Phoenix di chuyển chung với nhau và để lại những con mắt ở trong sau bãi bùa đỏ của đối phương, nhưng chưa có nhiều cơ hội lắm để tấn công khi ở thời điểm hiện tại thì Onflick đang di chuyển thẳng lên khu vực đường trên. Trước đó là một pha xử lý ở khu vực đường trên mà tôi nghĩ là Doran cũng khá tỉnh. Anh ta cũng đã phải đầu tư chiêu cuối cùng với tốc biến để né khỏi tầm tấn công đến từ Dudu. Và chưa có pha solo kill được cả. Vẫn chưa có chiến công đầu. Karis băng lên thực hiện một tình huống dồn sát thương khá tốt, lấy đi một lượng máu lớn đến từ Chovy. Cua trên đang được kiểm soát bởi vị trí của Onflick, và sau con cua này thì anh ta vẫn chưa có cấp độ 6. Sẽ phải cần thêm con bùa xanh cộng với bãi cóc để có thể có được cấp độ 6 với nội lộc cước dành cho Lee Sin. Còn đường trên thì một pha Onin mặc dù không thành công, nhưng Dudu với chất tướng có khả năng hồi phục tốt khu đường trên thì anh ta đã có một tình huống ép cho Doran phải bấm B về. Lần trở ra này thì Doran có thêm một cái giày khai sáng, trong khi đó bên phía bên kia thì đã nâng cấp thành công giày thép gai rồi. Khả năng chống chịu đến từ Rayton với một cái giày thép gai tôi nghĩ rằng sẽ khá tốt để giúp cho bên phía của Hang Alive có thể kiểm soát được con sứ giả. Con sứ giả sẽ xuất hiện sau khoảng chừng 12 giây nữa, đó sẽ là khoảng thời gian mà Dudu đã có thần cá sấu. Còn cái mưa đại bác của Gangplank thì nó sẽ có thời gian hồi lâu hơn khá nhiều. Và vì vậy quyết định đánh sứ giả hay không cũng sẽ là quyết định mà Gen Z cần phải hết sức cân nhắc. Họ là những người di chuyển vào sứ giả trước và quyết định đưa ra đến Hang Alive là bỏ. Những cái thông số của LCK hiển thị rằng Hang Alive là đội kiểm soát sứ giả thứ hai tại LCK, còn Gen Z là đội đứng thứ 10 về khả năng kiểm soát sứ giả, thì nó hoàn toàn trái ngược trong tình huống này. Người chủ động di chuyển là Lehen, anh ta để cho Ruler một mình khu vực đường dưới. Ở cái thời điểm mà Yumi của Vista cấp độ 5 thì sẽ hơi khó để cặp đôi Samdi và Vista có thể băng trụ với dinh của Ruler. Vì vậy nên Lehen có khoảng thời gian để di chuyển ra khu vực đường giữa, giúp cho Chovy đẩy lính và gây sức ép vào trụ một của Karis phía bên kia. Nếu như tấn công ở khu vực hang, nếu như giao tranh ở khu vực hang sứ giả, mặc dù Dudu có thần cá sấu và Doran thì chưa hồi kịp chiêu cuối, nhưng họ sẽ là những người lời hơn về nhân sự. Và bên phía của Hàn Quốc là Esports quyết định là không tránh cướp sứ giả. Họ vẫn đang khởi đầu một ván đấu khá là an toàn. Nãy giờ tôi vẫn chưa thấy Onflick có thể can thiệp được ở bất kỳ khu vực đường nào cả. Anh ta vẫn đang cố gắng hoàn thành cái vòng rừng của mình một cách triệt để nhất mà thôi. Tôi nghĩ là Onflick cần phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn ở trong ván thi đấu này. Nếu như cứ để chơi theo kiểu không tạo được đột biến thì sẽ hơi khó dành cho Hàn Quốc. Cảm giác như các đường của Gen Z đang làm rất là ổn, ít nhất là về chỉ số lính.
Doran ở khu vực đường trên, thậm chí là đường giữa của Chovy và đường dưới của Ruler đều làm rất tốt giai đoạn đi đường. Chỉ số lính liên tục là dẫn trước so với Caris cũng như là Samdi ở phía bên kia. Họ sẽ đảm bảo được khả năng tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn tiếp theo của bán thi đấu này. Trong khi đó thì Onfix ăn con rồng đầu tiên này không trôi rồi. Anh ta đuốt nó không trôi một chút xíu nào cả khi mà Chovy đang sẵn sàng di chuyển ra. Và đó sẽ là con rồng tranh chấp 50-50 giữa hai người chơi đi rừng bỏ. Thêm một mục tiêu lớn nữa thuộc về cho Phoenix. Chỉ cần các đội bên phía của Genji đánh như thế thôi là Phoenix đã có thể làm phần việc còn lại của một người chơi đi rừng, đó là kiểm soát tất cả những mục tiêu, bao gồm sứ giả cộng với rồng đầu tiên. Anh ta là người giỏi nhất trong việc làm điều này tại FCK rồi. Và các đội bên phía của Genji thì thực ra họ không phải là một đội đánh quá vồ vập ở khâu đi đường. Họ không phải là những người thường xuyên đè đối phương ra để solo kill hay có những cái áp lực đi đường mang thiên hướng ganh sớm và lấy mã gục. Đã có những ván đấu họ có được tiêu tấn công như vậy, nhưng không nhiều ván đấu họ xử lý như vậy. Mà đây là ván thi đấu rất điển hình của Genji. Họ chỉ dùng kỹ năng đi đường của mình để đè chỉ số lính đối phương, và từ các đường thắng thì họ cụ thể hóa nó bằng những cái mục tiêu lớn. Rồi sau đó thì đến một đoạn giữa trận, chỉ cần một sai lầm nào đó đến bên phía của đối phương, họ sẽ trừng phạt những sai lầm đó một cách nặng nề nhất, và họ sẽ bứt tốc rất nhanh và kết thúc những ván đấu tưởng chừng như kéo rất dài thành một ván thi đấu nó chỉ vào vẹn khoảng chừng hai mấy phút mà thôi. Và đây là tình huống bắn chiêu cuối, nhưng không ngắt được cú bấm B về của đối phương đến từ Ruler, cộng với một cú thái dựa sang của Lehen mà cũng không lấy được gì nhiều của Dudu thì phải. Chênh lệch về tiền tầm 4-500, tầm 10 phút, nó cho thấy rằng đoạn đi đường bên phía Genji không thực sự áp đảo so với đối phương. Nhưng những cái lợi thế mà họ có đến từ sứ giả, đến từ rồng, nó cứ từng lúc nó sẽ tích tụ từ từ lại. Họ cứ lấy từng những mục tiêu một, và ở thời điểm hiện tại thì cú quy vừa rồi của Lehen khiến cái pha bấm BV của Dudu bị ngắt, và đường dưới sẽ có nhiều khoảng trống hơn để cho Doran tiếp tục bào đi cái chỗ này. Anh ta đã chuẩn bị có được lớp giáp trụ thứ hai, và tính đến ở thời điểm phút thứ 11, mặc dù chưa có chiến công đầu nhưng Genji đang là người dẫn trước về lượng tiền so với phía của Hanwha Lightsport. Nó đã là con số 1k, và với một đội hình gồm Jinx và Gangplank, hai vị tướng có khả năng carry rất mạnh với dạng cuối ván đấu, đặc biệt là con Gangplank của Doran ở trong ván thi đấu này không bị sờ đến bởi Hanwha Lightsport, thì tôi nghĩ là càng về dạng sau thì Genji Sport sẽ có được những cái nguồn sát thương vô cùng lớn. Còn Hanwha Light thì liệu họ có đủ sức để đợi cho Samdi cũng như là Karis lớn hay không, tôi chưa biết được điều này, khi mà nãy giờ những mục tiêu lớn ở trên bản đồ thì Onflick đều không kiểm soát được. Bây giờ thì bên phía của Genji đang tìm kiếm một cơ hội để tận dụng con sứ giả. Vừa rồi họ đã đẩy một đôi đường dưới của mình là Ruler cộng với Lehen khổ cánh trên. Sau đó thì bây giờ họ lại đổi người trở lại họ xuống cánh dưới. Những tình huống gọi là xoay đối phương như xoay dế đến bên phía của Genji. Và bây giờ thì đối phương sẽ không xuống đường dưới kịp. Đường dưới chỉ còn lại 3 lớp giáp trụ mà thôi. Tên lửa đạn đạo lại một lần nữa có ý định ngắt cú bấm B về của đối phương để có thể thực hiện những tình huống gọi là out macro đối phương. Nhờ những tình huống như vậy. Và bây giờ thì Phoenix đang sẵn sàng trong cái trụ một toàn bản đồ sau 12 phút dành cho bên phía của Genji. Bước di chuyển rất thông minh đến từ phía Genji. Họ có thể không vượt trội về khả năng đi đường sau đối phương theo kiểu là hơn 5-6 chục chỉ số lính dạng đi đường hay là 2-3 chục gì đó. Nhưng những tình huống di chuyển như thế này đang mang lại một cái lợi thế. Nó sẽ được tích tụ lại từ từ. Và họ vừa có được một chu một toàn bản đồ với lượng tiền rơi vào tay của Phoenix cũng như cả Ruler. Những người vẫn có khả năng tận dụng những điểm hạ gục khá tốt. Còn khu vực đứng trên lúc này thì có vẻ như Gangplank của Doran sẽ có được một cái kèo đấu khá là thoải mái. Anh ta không hề farm thua lính so với Dudu. Họ lại bắt đầu đẩy bộ đôi đường dưới là Ruler cộng với Lehen lên khu vực đường trên. Doran còn dịch chuyển còn chiêu cuối. Anh ta có thể phòng thủ trụ đường dưới bất cứ lúc nào. Nhưng mà Chovy đang là người làm thay điều đó cho Doran. Còn Doran sẽ ra đường giữa. Những tình huống di chuyển rất nhịp nhàng đến tuyến phía của Genji. Và đúng là Hanwha Light đang bị xoay mà họ không biết phải làm gì hơn cả. Genji rất chủ động trong những tình huống di chuyển cũng như là squad plan. Dudu sẽ là người gặp nguy hiểm trong pha này. Lehen có cú thiên đỉnh kiếm để hack não nhưng nó cũng không thành công. Dudu đơn giản là lách về mà thôi. Nhưng đây vẫn sẽ là một cái áp lực mà Genji Sport có thể tạo dựng được. Trước đó họ đã có được chung một khu vực đường dưới, và bây giờ thì cặp đôi Ruler và Lehen được đẩy lên khu vực đường trên và tiếp tục là lượng tiền được dồn trọ. Còn đường dưới là nơi mà Doran vừa rồi đã sử dụng cho mình cái mưa đại bác để thể clear các đợt lính cũng như ngăn chặn bớt cái áp lực đến từ bộ đôi bên phía của Hanwha Lightsport. Họ đang rất nỗ lực trong việc gỡ lại giáp trụ nhưng không thành công lắm, và Dudu phía bên này bị giữ chân lại. Anh ta cũng đã phải đầu tư tốc biến để thoát khỏi tầm tấn công đến từ bộ đôi của Genji. Nhưng anh không... ta có về đây không đây? Anh ta đi rồi, chắc chắn là đi rồi. Không hiểu Dudu lại làm gì nữa. Thậm chí Phoenix không cần đến cú chiêu cuối của mình để có được chiến công đầu. Anh ta không nên đứng để farm hay là hit bất kỳ một lần kinh nghiệm nào cả, bởi vì nó quá mạo hiểm. Còn Onflick, cú hôn gió đến từ Chovy chưa được đưa ra. Onflick vẫn đang dùng sự cơ động đến từ một con Lee Sin để cố gắng rút lui, và anh ta tạm thời rút lui kịp với cú nổ đóng cước của mình. Ở đường dưới chưa có trụ cho Jerry của Samdi nha.
họ rất nỗ lực để bảo trụ nhưng mà họ không ăn được cái trụ này trước pha phòng ngự đến từ Doran. Bây giờ thì tam hợp kiếm cũng đã có rồi. Lữ sát tư đến từ canh banh bây giờ có thể dọn lính cực kỳ nhanh, với chỉ một thùng sẽ chết 6 con. Và mỗi con sẽ ách cho Doran thêm 7 tiền. Một đợt lính 6 con sẽ là 42 tiền cộng thêm. Khả năng tăng tiến sức mạnh đến từ Doran vẫn được đảm bảo, còn Dudu anh ta khổ quá rồi. Anh ta phải vào ăn cóc, nhưng đang ăn cóc thì cũng bị tấn công và để rồi con mắt cắm giữa đường đến từ bên phía của Genji cho họ thông tin và lấy chiến công đầu dành cho Phoenix nữa. Từng bước một bên phía của Genji đang bóp nghẹt bên phía của Hangwalife theo một cái nhịp nó chậm nhất và nó khó chịu nhất. Trước những tình huống như vậy thì Hangwalife không biết phản ứng như thế nào cả. Nhưng mà pha đó Dudu đứng lại rõ ràng là một quyết định sai lầm khi mà ở trong khu vực bùa xanh thì anh ta không có bất kỳ một con mắt nào cả. Và tốc biến cũng đã bị ép trước đó, anh ta vẫn quyết định đứng lại. Cái trụ một khu vực đứng trên ở cái thời điểm đó tôi không nhớ không nhầm là một hay hai lớp giáp trụ gì đó trong thời gian mà Ruler đang bào. Thì kể cả anh ta có ở lại cũng khá là khó để có thể ngăn cản được tấn công đến từ bên phía Genji. Vừa rồi thì Genji lấy được một trụ và cả mạng nữa. Onflick ở phía bên này bị tấn công bởi Lehen. Đó là thái dương đã sang được kích hoạt, rồng vẫn thuộc về Angolite Sport. Onflick hộ thể vào người của Karis và lui về. Genji đang quyết định không tấn công khi mà cái chiêu cuối đến từ Lehen đã không còn nữa. 15 phút dẫn đi đường một mà hạ gục, mỗi bên có được một rồng và chênh lệch cho bên phía Genji lên tới con số 4.000 tiền. Thực sự để mà nói thì không có một cái biến cố nào nó quá lớn để mà ngay lập tức chênh lệch 4.000 tiền cả. Mà đó là những lợi thế được gây dựng từng bước, từng phút, từng giây một đến bên phía của Genji. Và để xem với lượng tiền dẫn trước như vậy thì Hanwalai sẽ xử lý như thế nào. Vừa rồi thì Genji không có sự xuất hiện từ Venus nên là họ không có áp lực tranh chấp trừng phạt với Onflick. Onflick vẫn giữ được rồng và may mắn là anh ta vẫn rút lui được với sự tự động đến từ Lee Sin. Nhưng nhìn qua xạ thủ thì bây giờ chênh lệch 1.200 tiền, gần với một thanh BF rồi. Trong khi đó thì ở khu vực rừng cũng có những chênh lệch rất nhất định dành cho Venus với nhịp farm tốt hơn, có mạng chiến công đầu và có tiền đến từ những cái trụ nữa. Chỉ nhìn hơn như đấy thôi là cái thế trận đã thuộc hoàn toàn cho bên phía của Genji rồi. Họ sẽ rất chủ động trong những tình huống tấn công nhiều lợi thế dẫn trước như vậy. Còn Onflick, anh ta vẫn chưa thể nào tìm được phương án nào để có thể tấn công bất kỳ một đường nào của Genji. Khá khó dành cho bên phía của Hangwalife Sport thì họ đang liên tục thi đấu một cách rất là bị động và để những cái lợi thế rơi vào tay của Genji. Genji tích những cái lợi thế nhỏ vào thời điểm hiện tại thì họ đang dẫn trước khá là nhiều biện tiền. Những carry chủ lực của họ đang có được khả năng tăng tiến sức mạnh rất là ổn, đường trên Doran, đường giữa chu vi cộng với cả Ruler nữa. Doran hiện tại đã hoàn thành xong được cái tam hợp cùng với một cái gươm đổ tể để giảm khả năng hồi máu đến từ bên phía của Hangwalife. Còn đổi ngược lại thì có lẽ lần về nhà này Dudu mới có thể hoàn thành xong món đồ lớn đầu tiên. Sam đi bị tấn công bởi Ruler. Con Zing đã hoàn thành xong móc diệt thủy quái cùng với song kiếm. Tiếp tục là những nguồn tài nguyên được nhường cho xạ thủ của Genji Sport khi đây sẽ là con sứ giả thứ hai mà Peanut thả ra để có thể tấn công vào cái trụ này. Đây sẽ là trụ thứ ba mà Genji có được khả năng là như vậy. Karis không thể nào giữ được trụ và anh ta bị dính tiền đỉnh kiếm. Chương cuối được bật, Lehen là người bị giữ chân nhưng anh ta đang bị trụ bắn khá nhiều mạng dành cho Vista. Cú nộ long cược đá về nhưng không đá được ai ngược về cả. Và Onflick bị hất tung lên bởi trụ Peanut. Sát thương là chưa đủ. Peanut anh ta đã phải nằm xuống trong pha rồi Onflick chấm máu cho Vi bị kiệt sức. Nhưng anh ta vẫn đủ sát thương với Q để có thể dứt điểm được người chơi đi rừng bên phía Hangwalife. Một tiếng đâm vào quả là hơi sâu đến từ Lehen khi quyết định bắt Karis, người vẫn còn phép bổ trợ tốc biến. Và Karis thực ra anh ta cũng đã rất là cẩn thận nha. Vẫn thi đấu này anh ta không quyết định hướng tới những cái giày như kiểu là giày pháp sư hay là giày thì khai sáng, mà anh ta hướng tới một cái giày thủy ngân. Điều đó khiến cho anh ta thoát khỏi hiệu không chế đến từ Leona là khá nhanh và không bị dính cú thay giữa sàn. Đây là pha biến ảnh được dùng đến từ Karis rồi nên anh ta chỉ còn tốc biến mà thôi. Những cái tốc biến chính là thứ giúp cho anh ta thoát khỏi cú thay giữa sàn và cùng với hàng loạt hiệu không chế của Yumi với chương cuối, họ đã khiến cho Lehen phải nằm xuống dưới trụ. Nỗ lực đến Onflick thực sự là có chút giá trị khi mà hạ gục thành công được cái mạng của Phoenix. Nhưng sau đó thì anh ta cũng đã phải nằm xuống với một tình huống điều cầu cực kỳ chuẩn xác của Chovy. 1-2 về mà hạ gục. Một chút gỡ gạc về kinh tế cho bên phía của Hangwalife. Nhưng nó cũng sẽ không thể nào khỏa lấp đi cái chênh lệch mà dạo đi đường bên phía của Genji đã tạo dựng được. Sau 18 phút, Genji vẫn dẫn trước đối phương hơn 4.000 tiền. Đúng là như vậy, mặc dù là một pha mà Genji hơi đâm hơi sâu một chút. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì họ cũng đã chưa quăng đi những lợi thế mà họ đã có được, xây dựng được từ giai đoạn ban đầu. Một con gangplank của Doran, khá là nhiều đồ ở trên tay. Cộng với vừa rồi thì Ruler sau tình huống về nhà vừa rồi đã hoàn thành xong cho mình cái đại bác liên thanh. Hai đồ lớn trên người của Zing ở phút 18. Người ta có vẻ như đang hướng lên một cái vô cực kiếm ở trong quá thi đấu này. Tôi không biết sẽ là vô cực hay sẽ là một cái nào thần Dominic để thì có thể gia tăng cái lượng sát thương đến từ Zing. Nhưng ngược sức mạnh 3 đồ sẽ là lúc mà Ruler có thể vô cùng thoải mái để thể bắn với những cái áp lực được tạo ra từ bộ đôi Peanut và Chovy, thậm chí là khả năng mở giao tranh của Lehen nữa. Ở trong ván thi đấu này thì nãy giờ Lehen vẫn là người rất chủ động trong tình huống tấn công của mình với thiên đình kiếm và anh ta mang lại khá là nhiều lợi thế.
cũng như là khoảng trống để ruler có thể bắn ở trong tình huống đối đầu trực diện của Genji. Bây giờ thì các thành viên phía của Genji đang có định muốn di chuyển xuống để kiểm soát khu vực sông dưới nhằm chuẩn bị cho con rồng nguyên tố thứ ba là một con rồng gió sau khoảng chừng 50 giây nữa. Hang Online thì tôi không biết là bây giờ họ có đủ tự tin để giao tranh với đối phương hay không. Trong bối cảnh là họ cũng đang bị mất đi tương đối nhiều phép bổ trợ đến từ Onflick, đến từ Karis và đến từ cả Vista nữa. Việc giao tranh quá mạo hiểm thì họ có thể cân nhắc việc bỏ con rồng này. Hoặc thậm chí là bỏ luôn linh hồn rồng, tôi nghĩ là cũng có thể chấp nhận được, bởi vì đây là một linh hồn rồng không quá mạnh. Và hướng tới việc gia tăng sức mạnh dành cho những vị tướng chủ lực của mình, nó sẽ là một cái phương án an toàn hơn. Còn nếu như họ giao tranh thì phải giao tranh thắng nha. Giao tranh thua một cái là ván đấu nó có thể đi theo một cái chiều hướng là game hủy diệt dành cho Genji, bởi vì Baron đã xuất hiện trên bản đồ rồi. Chỉ cần một tiếng giao tranh thắng lúc này mà có được Baron, đó có lẽ sẽ là một dấu chấm hết cho bên phía Hoàng còn lại. Karis đang rất nỗ lực với bộ combo của mình để thể cầu máu trước giao tranh, nhưng lượng máu mất đi của đối phương là tương đối ít. Vào thời điểm hiện tại thì Karis trong 20 phút thi đấu vừa qua, tôi vẫn chưa thấy cảm thấy anh ta gây được nhiều áp lực lắm. Và vừa rồi là cú combo vào ruler, anh ta nên chọn mục tiêu là ruler Chovy hoặc là Doran ở phía bên kia. Cái nguồn sát thương đến từ vị trí của Karis nó sẽ được đảm bảo rất là nhiều. Đây sẽ là khoảng thời gian mà Hanwha Lai muốn tranh chấp khu vực hang rồng, nhưng lượng tầm nhìn của họ chưa quá nhiều. Onflick là người tiến vào trước, họ đang dần dần đẩy lui Genji. Ruler vừa rồi đã phải tấn công vào cóc để hồi lại một chút máu cho mình. Có vẻ như bên phía của Genji Sport đang không muốn bỏ con rồng này thì phải. Chovy băng lên đến từ Chovy, anh ta bắt đầu làm chậm. Dudu mất máu quá nhiều. Yumi của Vista đang nỗ lực hồi máu nhưng có vẻ nó hơi ít so với cái lượng máu mất đi từ Dudu. Trước quý gì đây, rất khó hiểu. Tên lửa đạn đạo trượt đến từ Ruler, thái dựa sàn ép thành tẩy. Hang Wild Life vừa bước vào tìm cuộc giao tranh mà họ không nhìn thấy mặt con rồng đâu. Họ không thể nào vào nổi khu vực hang rồng với những kỹ năng khép góc đến từ Chovy, đến từ Doran và thêm cả Lehen cũng như Ruler nữa. Họ dễ dàng để mất con rồng nguyên tố thứ ba của ván đấu, nhưng may mắn cho họ là họ không phải lãnh chịu những tình huống giao tranh thua tới mức mất Baron hay mất nhiều mạng. Đúng là họ không có một tình huống giao tranh mà bị mất người, nhưng rõ ràng những tình huống xử lý đang gặp rất nhiều vấn đề đến từ Hang Wild Life. Dudu khả năng sẽ bị nướng chín trong pha này. Ta bị tấn công bởi Peanut, tốc biến đã được đầu tư để thoát khỏi đối phương, nhưng chiều cuối đã kích hoạt và Peanut sẽ hạ gục được Dudu trong pha này. Không cần nhiều thứ lắm, và Peanut anh ta đang bị xích nhưng có tốc biến để lui về dưới vòng tay của Lehen cũng như là Chovy. Genji có được điểm hạ gục thứ 3 sau gần 22 phút thi đấu. Chênh lệch hơn 5.000 tiền cộng với 2-1 về dầu trên phía Genji. Đây rõ ràng vẫn là một Genji mà chúng ta thường biết, họ không đánh một cách quá mạnh mẽ. Các bạn nhìn 22 phút họ chỉ có 3 mạng hạ gục mà thôi. Tuy nhiên thì cái khoảng cách mà họ tạo dựng được nó vẫn đang là một khoảng cách tương đối lớn. Và từng bước bóc nghẹt bên phía Hang Wild Life. Trong pha vừa rồi thì Hang Wild Life cũng đã ý thức được rằng mình không thể giao tranh được nữa. Đây chúng ta hãy cùng nhìn lại cái cách mà Dudu mất máu này. Anh ta là chống chịu tuyến đầu bên phía Hang Wild Life, nhưng anh ta không thể chịu nổi một combo đơn thuần đến từ Chovy. Còn nếu như anh ta bị dính hôn gió và dính thêm thủ thuốc súng, dính thêm tên lửa đạn đạo thì chắc là anh ta nằm ở đó rồi. Và đó thực sự là một tình huống cho thấy cái sự chênh lệch đến từ hai đội hình trong tình huống vừa rồi là như thế nào. Và nếu như những tình huống như vậy, Hang Wild Life đủ tỉnh táo, họ sẽ có thể cân nhắc bỏ đi những con rồng và hướng tới việc khai thác trụ một đường trên đối phương chẳng hạn. Nó sẽ giúp cho họ gỡ lại một chút gì đó về lượng tài chính. Còn những tình huống xử lý giao tranh như vừa rồi đến từ bên phía Hang Wild Life thì nó vừa khiến họ vừa mất thời gian, vừa khiến họ mất đi tài nguyên, và vừa khiến cho bên phía của Genji gia tăng thêm những lợi thế đang có mà thôi. Họ không có nhiều cách để có thể vào tranh cướp con rồng trong tình huống vừa rồi. Một cái mưa đại bác được thả xuống của Doran đã giải quyết tất cả. Mặc dù Karis rất nỗ lực trong những tình huống biến ảnh vào để cầu máu thành viên của đối phương, nhưng nó cảm giác như không ăn thua lắm. Genji vẫn đủ sức để lấy về con rồng. Và vừa rồi thì họ có thêm được cái trụ hai khu vực đứng dưới nữa. Lượng tiền dồn vào túi của Doran. Đứng trên vẫn là nơi và Chovy đang đẩy. Sức ép hai bên cánh được Genji Sport duy trì từ nãy đến giờ. Và tôi nghĩ là họ sẽ có cơ sở để có thể kiểm soát ở khu vực cánh trên, đặc biệt là hàng Baron khi mà con Baron của ván thi đấu nó đã xuất hiện. Vừa giờ là một quyết định ăn trụ mid đến từ bên phía của Hang Wild Life Sport. Họ ăn được trụ mid nhưng sau đó thì họ bị mất đi trụ 2 ở khu vực đường dưới. Một con Gangplank gần này đồ thì lượng sát thương lên trụ của Doran chắc chắn sẽ khiến cho những trụ bay màu cực kỳ nhanh. Còn Chovy và Phoenix đang quán cover cho nhau, họ đang bị tấn công. Onflick bắt đầu di chuyển lên với Yumi của Vista, nhưng có vẻ mục tiêu được chọn nằm xuống cho thú này là Dudu mới đúng. Anh ta không còn tốc biến nữa, dính tương đối hiệu khống chế đến từ vị trí của Lehen, bị đấm từ nhà đến trường và nằm xuống rất nhanh mà thôi. Đó là mạng hạ gục được nhường lại dành cho Doran. Ruler vừa về nhà
và xách ra vô cực kiếm sau 24 phút. Mọi thứ đều đang trôi từ từ khỏi tầm tay của Hangul Life. Chúng tôi đang thấy được sự bất lực của Hangul Life Sport. Họ muốn tấn công khu vực đường trên. Karis với máy quét anh ta đã phát hiện ra Peanut và Chovy, nhưng sau đó thì anh ta kêu gọi Onflick cũng như là V-Star lên, nhưng họ không đủ công cụ để bắt vào đối phương. Và rồi ở khu vực cánh dưới là nơi mà Dudu bị can thiệp bởi cả Lehen và Doran. 2-1 với một con Brayton không còn tốc biến. Thần cá sấu không thể giúp cho anh ta loại bỏ cái hiệu ứng khống chế hay thoát khỏi tầm tấn công của Gen Z Sport. Và anh ta phải nằm lại, đó là mạng đầu tiên dành cho Doran ở khu vực đường dưới. Anh ta vẫn đang rất thoải mái trong việc để lẻ một cánh và không bị gây bất kỳ một cái áp lực nào đến từ Hangul Life Sport cả. Tôi nghĩ ván thi đấu này có lẽ để chờ xem Gen Z sẽ kết thúc nó sau bao nhiêu phút nữa mà thôi. Còn Hangul Life thực sự đang không có nhiều cửa lắm để có thể giành được chiến thắng khi mà họ liên tiếp không mang lại được bất kỳ lợi thế nào trong ván thi đấu này cả. Karis vẫn đang cố gắng tạo đột biến, nhưng độ đột biến của anh ta sẽ đi đến đâu đây? Offlick đi tấn công. Rồi, chiều cuối Peanut còn, nhưng sát thương sẽ chưa đủ. Offlick vẫn còn đó, tốc biến cộng với khả năng hồi phục đến từ Yumi của V-Star. Karis cố gắng để có thể gây áp lực, nhưng nhìn sang bên phía bên kia đang là một con Ahri farm bằng thời gian cộng với hai đồ lớn dày thủy ngân. Tôi không nghĩ rằng Karis sẽ có đủ cơ sở để solo 1-1 cùng với Chovy tại thời điểm này. Và Gen Z vẫn đang đánh rất chắc nha các bạn. Nếu như có một cái biểu đồ về tiền các bạn được theo dõi, nó sẽ là một cái đường chéo đi lên theo một tốc độ rất chậm, nhưng nó không có nhịp thuyên giảm đến từ bên phía của Gen Z. Họ vẫn đang đánh một lối chơi cực kỳ chắc chắn. Và từng bước bóc ngay bên phía của Hangul Life. Họ có đủ sức để làm điều đó với một con Jinx đã 3 trang bị. Nhìn vào cái cách mà họ dồn. Ồ, Chovy, anh ta không muốn chơi bình tĩnh nữa rồi. Karis đang tung tất cả những gì anh ta có để có thể rút lui. Và đó là một tiếng bết hơi sầu. Phi hồ được hồi lại thêm một lần nữa. Chovy dùng nó để rút lui. Và pha phản công đến từ vị trí Genji đang sẵn sàng. Onflick không còn tốc biến, không còn chiêu cuối, không còn gì để chạy cả. Ruler đang đứng chờ sẵn. Anh ta nói để tôi mạng này và anh ta sẽ có được nó. Lại thêm những lợi thế nữa cho bên phía của Genji với hai mạng gục cộng với dòng nguyên tố thứ tư của bản đấu cũng là dòng 3 cho Genji đã sẵn sàng. Còn Sami anh ta không muốn chơi một cú lên lớn nữa, anh ta chơi rất lớn rồi. Anh ta xuống cùng với chiêu cuối điện đạt đỉnh điểm và thêm cả chiêu cuối Yumi. Họ tấn công, họ có thể hạ gục được Lehen. Lehen tốc biến đi, Phoenix vòng ra phía sau. Sami phải rút lui cùng với Dudu, phát tốc biến đến Doran, bắn chỉ mạng liên tục và đối thủ thất bại đến Doran. Nhưng họ đã có được quá nhiều lợi thế rồi. Bây giờ Sami cộng V-Star là hai người duy nhất sống sót, thậm chí là vừa rồi đã phải dùng thêm cả hồi máu của V-Star để cố gắng rút lui khỏi cú giật bắn đến từ vị trí của Ruler. Baron miễn phí cho bên phía của Gen Z. Nếu như có ý định phản kháng thì bên phía của Gen Z hoàn toàn có thể có thêm hạ gục nha. Baron đã có hưng phấn, đã có Ruler bắn nhưng bắn chí mạng quá đau vào người Karis và anh ta chịu không nổi. Over. Khó quá, một ván thi đấu thực sự quá khó dành cho Hangul Life. Ok, Pista vẫn về được. Anh ta đã mất nội tại trong pha này, nhưng thực sự là những cái tình huống tấn công của Hangul Life Sport đang chưa mang lại được bất kỳ lợi thế nào dành cho họ cả. Và vừa rồi là một tình huống mà thực ra tôi nghĩ là Sami đã làm rất là tốt, cũng như là cái sự tự tin của anh ta trong tình huống vừa rồi với chiêu cuối anh ta băng xuống cùng với chiêu cuối của Yumi và cái tuyến trước của Rayton trong Rayton ở tuyến trước để có thể bật thần cá sấu và tạo được khoảng trống ở tuyến sau thì bắn nữa, nhưng sát thương của họ lại là không đủ. Đây là pha mà xử lý kỹ năng cá nhân quá tốt đến từ Chovy. Anh ta solo kill được đường giữa của đối phương và mặc dù dính nội long cước của Flick nhưng sát thương đến từ bộ đôi bên phía của Hangul Life là không đủ. Đây là một tình huống mà Sami đã xuống với chiêu cuối của mình kết hợp với chương cuối của Yumi có khả thanh tẩy, lượng sát thương là rất là nhiều, nhưng họ lại không thể nào tiếp tục tấn công vào dồn sát thương nữa, khiến cho Gen Z khi mà họ tập trung đủ người Peanut tới cùng với cả Doran thì Hangul Life là những người bị mất thế và phải lùi về để rồi mất con Baron vào tay của đối phương. Đánh đến đây thì có lẽ chiến thắng đang đến rất gần với Gen Z trong ván đấu đầu tiên rồi. Chênh lệch đã là hơn 10.000 tiền. Và Hangul Life thì thực sự đây là một ván thi đấu mà tôi hy vọng rằng họ sẽ không bị tâm lý khi mà Gen Z chơi một lối chơi rất chậm. Nhưng mà các bạn đây, cái biểu đồ tiền các bạn đang được theo dõi, nó là cái đường chéo nhẹ thôi, nhưng mà nó cứ từ từ, cứ từng 5 phút họ lại nhích thêm một vài nghìn tiền. Và bây giờ thì Onflick tù quá rồi, bấn quá làm liều và cái kết rồi Sami ăn một thùng mất gần được cây máu. Anh ta bị bắn chí mạng liên tục bởi Ruler và double kill cho xạ thủ của Genji. Hưng phấn kích hoạt tên lửa đạn đạo chúng là triple kill. Vista đang muốn đổi chủ, anh ta chuyển sang một con cá sấu. Và con cá sấu của Dudu có lẽ cũng không phải là một vị trí quá an toàn dành cho Vista lúc này. Ngoại trừ việc anh ta bấm bê về và đứng trong bệ đá cổ cũng như mua thêm giáp tinh thần, đồng hồ cát các kiểu mà thôi. Và sẽ là ván thắng trước 30 phút cho phía Genji. Dobby muốn băng thẳng lên anh ta hôn gió trúng. Dudu nằm vào Vista cũng đi chung rồi, quét sạch cho Genji để tô điểm thêm cho chiến thắng sau 29 phút của họ trong ván đấu đầu tiên trước Hangul Life.
không có một cú pentakill không chính thức dành cho Roller khi mà hai mạng cuối cùng nó rơi vào tay của Peanut với Rek'Sai. Nhưng rõ ràng đây là một trận thi đấu quá áp đảo dành cho bên phía của Gen.G Sport. Họ không áp đảo bằng cách tổ chức những tình huống bắt lẻ từ đoạn đi đường, mà họ đơn giản chỉ là tích tụ những cái lợi thế mà họ có được, như là